Bà mối Cát Tường than thở việc Hoa hậu H'Hen Niê đi trễ 1 tiếng đồng hồ. Trễ 1 tiếng so với giờ ghi hình mà cô ấy vẫn chưa đến. Hoa hậu ơi là hoa hậu, em đến đi cho chị quay xong còn về ngủ. Cát Tường than thở lên trang cá nhân. MC Cát Tường là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình. Ngoài bạn muốn hẹn hò, Cát Tường còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình khác. Mới đây, bà mối Cát Tường đã than thở lên trang cá nhân về việc đi trễ của Hoa hậu Hoàng Vũ 2017 H'Hen Niê. Tội nghiệp con bé, 5 giờ 30 sáng đã dậy trang điểm đi quay ghế nóng. Chạy cho đúng giờ vì sợ đi trễ lắm, không muốn ai đợi mình. Hôm nay vui nè, khoe với con gái mẹ quay với Hoa hậu H'Hen Niê. Nó đòi đi coi mà nó dậy không nổi. Nhưng con ơi, giờ mẹ đang nằm chờ thời nè. Trễ 1 tiếng so với giờ ghi hình mà cô ấy vẫn chưa đến. Hoa hậu ơi là hoa hậu, em đến đi, cho chị quay xong còn về ngủ, Cát Tường chia sẻ. Bà mối Cát Tường than thở việc Hoa hậu H'Hen Niê đi trễ 1 tiếng đồng hồ. Bài đăng trên trang cá nhân của Cát Tường nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều người cảm thông với tân Hoa hậu Hoàng Vũ và cho rằng lý do cô đến trễ là vì tắc đường. Bình luận của cư dân mạng, MC Cát Tường dậy từ rất sớm để kịp giờ quay, nhưng cuối cùng cô vẫn phải đợi tân Hoa hậu Hoàng Vũ 2017. Sau lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Cát Tường, nhiều người mong rằng Hoa hậu H'Hen Niê sẽ khắc phục việc đi trễ trong những lần đi quay đi sự kiện sắp tới. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, H'Hen Niê nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng, giới truyền thông và các nghệ sĩ. Chính lối sống giản dị trong quá khứ và cách ứng xử chân thành mộc mạc của người đẹp ED đã chạm đến trái tim của nhiều người. Do đó, khán giả mong rằng từng hoa hậu sẽ cố gắng giữ gìn hình ảnh đẹp này trong quá trình đương nhiệm. Hình ảnh H'Hen Niê giản dị ngồi rửa bát chiếm được thiện cảm của nhiều người. Trước H'Hen Niê, nhiều mỹ nhân Việt cũng bị chê trách vì đi trễ. Hoa hậu Kỳ Duyên đi trễ trong buổi họp báo vòng thi chung kết phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2016. Được tổ chức tại Hà Nội tháng 7 2016. Trong buổi họp báo ra mắt 2 mùa của chương trình The Face, gương mặt thương hiệu, khi huấn luyện viên Thái Lan tới sớm 10 phút, thì huấn luyện viên Việt đến trễ 2 tiếng. Ngô Thanh Vân từng lên tiếng nói thẳng chuyện các ngôi sao đi trễ 2 tiếng tại một sự kiện thời trang, trong đó có Angela Phương Trinh. Vượng Râu chê Đức Phúc chưa diễn được, IQ và ý tưởng thì chỉ tầm trung bình. Vượng Râu cho rằng Đức Phúc tỏa sáng nhờ sự ngây thơ, nhưng nếu xét về IQ và ý tưởng thì chỉ tầm trung bình. Tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Đức Phúc nhận được cơn mưa lời khen ngợi trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí có những ý kiến cho rằng ekip Táo Quân 2018 mà bỏ qua Đức Phúc, không mời anh tham gia là một sự đáng tiếc. Thế nhưng đạo diễn, diễn viên hài Vượng Râu khuyên đàn em nên trau dồi thêm trước khi ra sân khấu lớn. Anh cho rằng hiện tại mới có những danh hài, dù đang rất nổi tiếng, nhưng khi diễn trực tiếp lại không thể nào khiến cho số đông cười được. Lý do vì chương trình game show nên nhà đài phải lồng ghép những tiếng vỗ tay, tiếng cười vào để tăng thêm hiệu ứng hài hước. Nhưng thực tế chưa chắc đã buồn cười như vậy. Tôi thấy Phúc chưa diễn được, em ấy thu hút sự chú ý là ở sự ngây thơ, còn cái IQ em nảy ra cũng vừa phải thôi chưa phải là nhanh, Vượng Râu khẳng định với tờ báo Tri Thức Trẻ. Và theo anh, lối diễn này ở góc độ giải trí vui vui thì ổn, nhưng nếu nhìn góc độ làm nghề nghiêm túc thì không có, và nếu không cẩn thận sẽ làm lệch lạc, làm hỏng hết định hướng người xem. Và muốn đo được cấp độ, trình độ của người diễn hài thì phải đo trên sân khấu thật sự thì mới biết được. Làm hài thì điều đầu tiên, người diễn hài phải có là diễn như không diễn, em ấy chưa đạt được điều đó mà chỉ có sự ngây thơ trong sáng thật thà kéo lại. Đối với đạo diễn Vượng Râu, những chương trình được làm hậu kỳ kỹ càng rồi phát sóng, nếu dùng đúng từ thì đó là gạt khán giả. Còn muốn đánh giá dưới góc độ chuyên môn, năng lực thực sự của người diễn viên thì phải đến trực tiếp tại sân khấu, được xem, được nghe, được cảm nhận không khí mọi người xung quanh và làm họ hứng khởi không cần nhờ đến kỹ xảo mới là bài toán mà những người diễn viên hài phải tìm ra lời giải. Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc ngạn khi chứng kiến cảnh này. Chứng kiến hành động của chồng trẻ Trung Kiên với con trai riêng của Lê Phương, không ít người phải khóc ngạn vì cảm động. Để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Lê Phương đã trải qua không ít thăng trầm và đau khổ. Nữ diễn viên từng có giai đoạn suy sụp khi đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân. Khi kết hôn với Trung Kiên, nữ diễn viên vẫn bị dư luận chỉ trích, ném đá vì sự chênh lệch tuổi tác với ông xã. Tuy nhiên, không quan tâm đến miệng đời, cô và chồng đã cùng vượt qua mọi khó khăn để vun vén và xây dựng tổ ấm gia đình. Đến thời điểm hiện tại, Lê Phương đã dần chứng minh được sự lựa chọn của mình là đúng. Cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào sau khi về chung nhà với Trung Kiên. Đặc biệt, cuộc sống của Lê Phương càng thêm hạnh phúc khi ông xã luôn yêu thương và quý mến bé Cà Pháo như con ruột. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương lại tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh của cả gia đình khi đi du lịch cuối năm. Đặc biệt, nhìn cách Trung Kiên chăm sóc cho cậu con trai riêng của vợ, không ít chị em vừa cảm động vừa ganh tị. Lê Phương khoe ảnh cùng gia đình đi chơi dịp cuối năm. Trong album lần này, nữ diễn viên đăng tải rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ của ông xã và con trai Cà Pháo. Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau. Cậu bé Cà Pháo e thẹn khi được Lê Phương và Trung Kiên trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cả hai nở nụ cười ấm áp khi chụp ảnh cùng nhau. Khoảnh khắc Trung Kiên chăm sóc Cà Pháo vô tình được Lê Phương ghi lại. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuấn Hưng nóng mặt vì bị thanh niên hộ báo giật micro khi đang hát. Đang hát thì bị thanh niên hộ báo giật micro, Tuấn Hưng nóng mặt vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Cùng với Duy Mạnh, Tuấn Hưng là nam ca sĩ nổi tiếng nóng tính và có máu mặt trong showbiz Việt. Giọng ca nắm lấy tay anh, từng dằn mặt kẻ ném ly trên sân khấu khi mình đang biểu diễn ở quán bar và dọa các gân thanh niên xúc phạm vợ con mình. Song từ sau vụ khẩu chiến với đàn anh Duy Mạnh, Tuấn Hưng ngày càng biết kiềm chế bản tính nóng nảy hơn. Điển hình là vụ việc bị giật micro khi đang hát. Khi đang hát và giao lưu với khán giả trong quán bar, Tuấn Hưng bất ngờ bị thanh niên ít tóc đi lên gây sự và giật phăng micro. Sau đó, anh chàng này còn làm động tác đuổi ca sĩ gốc Hà Nội xuống sân khấu. Nóng mặt và trố mắt kinh ngạc, nhưng Tuấn Hưng chỉ giơ hai tay bày tỏ sự ngạc nhiên vì không hiểu vì sao thanh niên này làm vậy. Nếu là trước đây, có lẽ thanh niên vô duyên kia đã bị Tuấn Hưng cho ăn đòn ngay lập tức. Cuối clip, thanh niên kia đưa micro cho một khán giả rồi đi xuống sân khấu, còn Tuấn Hưng đi theo anh ta với gương mặt đằng đằng sát khí. Không biết sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào và Tuấn Hưng ứng xử trước tình huống gây sốc ra sao. Nhiều người đang thắc mắc kẻ giật micro của Tuấn Hưng có bị say hay hiềm khích gì với anh không. Nhiều người xem clip liên tưởng đến vụ Duy Mạnh bị thanh niên lao lên sân khấu đánh khi diễn trong quán bar của Quảng Trị hôm 19 tháng 10, 2017. Sau đó, nam ca sĩ gốc Hải Phòng bất ngờ cho kẻ đánh mình 2 triệu mua thuốc men vì bị bảo vệ cho ăn đòn, khiến không ít người bất ngờ và nể phục. Chụp ảnh gia đình đẹp đến từng thành viên, không ai qua được Lý Hải Minh Hà. Cứ mỗi lần Lý Hải Minh Hà đăng ảnh gia đình, dân tình chỉ còn biết xuýt xoa, chị em bỉm sữa thì muốn xin thêm con ngay lập tức. Sở hữu gần 6 triệu người theo dõi, trang fanpage của gia đình Lý Hải Minh Hà là một trong những fanpage mạnh nhất nhì mạng xã hội. Mỗi bức ảnh được cặp vợ chồng Lý Hải Minh Hà đăng tải luôn thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Một trong những lý do khiến cư dân mạng và đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa mỗi ngày đều phải vào fanpage của Lý Hải Minh Hà là bởi tại đây họ được say mê ngắm nhìn những bức ảnh gia đình tuyệt đẹp của tổ ấm 6 thành viên này. Tổ ấm 6 thành viên của Lý Hải Minh Hà khiến ai nhìn ngắm cũng phải yêu mến. Cứ mỗi lần Lý Hải Minh Hà đăng ảnh gia đình, dân tình chỉ còn biết suýt xoa, chị em bỉm sữa thì muốn sinh con ngay. Không cần cầu kỳ với máy ảnh hiện đại hay khung cảnh lung linh, Lý Hải Minh Hà chỉ cần chụp những bức ảnh bằng điện thoại giản dị với 4 thiên thần nhỏ của mình là đã đủ đốn tim bao người. Dàn nhóc tỳ Rio, Jerry, Cindy và Mio có gương mặt đáng yêu cùng những biểu cảm sinh động. Mẹ Minh Hà luôn trẻ trung xinh đẹp, tựa nhưng thời gian bỏ quên, và bố Lý Hải thì vô cùng điển trai chững chạc. Nếu có một giải thưởng nào dành cho nghệ sĩ sở hữu những bức ảnh gia đình đẹp nhất showbiz Việt, chắc chắn nó phải thuộc về Lý Hải Minh Hà. Năm 2002, Lý Hải mời hot girl Minh Hà tham gia vào một sản phẩm âm nhạc của mình. Khi đó Minh Hà mới tròn 17 tuổi, cặp đôi ngay lập tức cảm mến đối phương. Sau khi Minh Hà hoàn thành khóa học ở Anh, ngày 15 tháng 11, 2010, Lý Hải và Minh Hà tổ chức đám cưới. Một năm sau ngày cưới, Minh Hà hạ sinh con trai đầu lòng là bé Rio. Rio tròn 1 tuổi thì Minh Hà mang thai lần 2. Khi cô công chúa thứ hai vừa tròn 1 tuổi, cặp vợ chồng nổi tiếng lại hạnh phúc khi đón tin vui lần thứ 3. Ca sinh thứ ba đón bé Cindy chào đời với vợ chồng Lý Hải Minh Hà lại là một kỷ niệm đáng nhớ khi cô suýt đẻ rơi con trên xe. Bé Cindy nặng 3 kg vào lúc 1 giờ 53 phút sáng ngày 20 tháng 12. Ngày 10 tháng 7 2016, Minh Hà đã hạ sinh bé Mio, con trai thứ tư, khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường. Dù chênh lệch nhau 17 tuổi, song vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn đầm ấm hạnh phúc. Sau 12 năm gắn bó, họ được xem là một trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí. Nổi tiếng có cuộc sống giản dị bình dân, những bức ảnh gia đình của Lý Hải Minh Hà cũng thường chỉ chụp bằng điện thoại bình thường nhưng vẫn rất thu hút fan. Minh Hà luôn chú ý trang phục cho các thành viên trong gia đình theo cùng một tông màu khiến bức ảnh gia đình thêm đẹp mắt. Nếu có một giải thưởng nào dành cho nghệ sĩ sở hữu những bức ảnh gia đình đẹp nhất showbiz Việt, chắc chắn nó phải thuộc về gia đình Lý Hải Minh Hà. Loạt ảnh cưới hài hước của em gái Trấn Thành và ông xã người Hồng Kông, vợ chồng Huỳnh My và những người bạn thân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trong bộ ảnh cưới. Tối 13 tháng 1, lễ cưới của em gái Trấn Thành Huỳnh My đã được tổ chức tại một khách sạn 6 sao hết sức sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm tại vị trí trung tâm quận nhất. Cả hai quyết định về chung nhà sau hơn 2 năm tìm hiểu và hẹn hò. Theo đó, mọi khâu trang trí chuẩn bị cho tiệc cưới này khá hoành tráng, nhằm đem lại sự sang trọng nhất cho các quan khách. Sau đám cưới hoành tráng, Huỳnh My đã hé lộ bộ ảnh cưới mà cô chuẩn bị từ trước. Theo đó, cả hai đã rủ rê thêm những người bạn thân của họ, cùng xuất hiện trong những khung ảnh đặc biệt cho ngày trọng đại. Tông màu chủ đạo của bộ ảnh là hồng nhạt và xanh dịu mát. Chính Huỳnh My là người tự lên ý tưởng, chọn concept để cùng thực hiện ảnh cưới. Tuy vất vả nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Cả hai cùng hội bạn thân đã có những màn tạo dáng, nét biểu cảm khá hài hước và bá đạo. Những giây phút này đã góp phần làm sự đặc biệt và ấn tượng cho ngày vui của Huỳnh My và ông xã. Ngoài ra, Huỳnh My và ông xã còn thực hiện thêm một bộ ảnh lãng mạn tại vùng biển ở Thái Lan. Theo như lời Trấn Thành, thì em gái của anh rất may mắn khi gặp được người chồng này. Ông xã Huỳnh My vừa điển trai ga lăng lại hết mực yêu thương cô. Anh là người Hồng Kông nhưng đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.